ba gã khổng lồ công nghệ Apple, Google và Microsoft vừa thông báo sẽ kết hợp để mở rộng tính năng đăng nhập mà không cần mật khẩu trên tất cả thiết bị và nền tảng của ba công ty này. Cách làm này được đánh giá sẽ nâng cao tính tiện dụng và bảo mật cho người dùng. Người dùng duyệt web trên Android, iOS, Windows, macOS hay các trình duyệt Chrome, Safari sẽ không cần sử dụng mật khẩu. Ba ông lớn công nghệ sẽ hỗ trợ chuẩn FIDO, tính năng loại bỏ mật khẩu, hoạt động dựa trên tiêu chuẩn đăng nhập của Liên minh xác thực trực tuyến thế giới. Theo đó, điện thoại chứa một mật mã riêng biệt do FIDO cung cấp và sẽ gửi mật mã này đến các website một khi nó được mở khóa. Phương thức đăng nhập mới cho phép người dùng sử dụng điện thoại làm thiết bị xác thực chính. Thay vì nhập mật khẩu như trước đây, người dùng chỉ cần xác thực vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN trên thiết bị để truy cập, đồng thời không cần phải đăng nhập nhiều lần trên những thiết bị khác nhau, vừa tiện lợi vừa bảo mật hơn. Apple, Google và Microsoft đều cho biết họ kỳ vọng công nghệ đăng nhập mới sẽ phổ biến trên tất cả nền tảng trong năm tới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.